Đình Lồng đến từ câu lạc bộ dân vũ thôn nhà Trịnh Xá. Xin quý vị lộ tràng pháo tay thật lớn để cổ động viên cho thôn nhà. Sau câu lạc bộ dân vũ thôn Trịnh Xá sẽ là câu lạc bộ dân vũ Thạch Bàn Gia Lâm. Tuyệt vời, khúc ca nồng say tuyệt vời.